thằng Bách là em họ của ông Hùng, chồng của bà Ngân. Hồi ông còn sống, hắn có đến Sài Gòn chơi một lần để thăm ông. Thấy nơi đây là chốn phồn hoa mà lại dễ sinh sống, nên hắn đã mơ có một ngày hắn được làm cư dân của đất Sài Thành. Ít lâu sau đó, người thân cuối cùng ở quê là mẹ hắn cũng qua đời. Thế là hắn bán hết tài sản đất đai, rồi hai vợ chồng ôm tiền lên Sài Gòn để sinh sống. Lúc bấy giờ, bà Ngân còn đang đi tu nghiệp ở nước ngoài chưa về, nên khi đến Sài Gòn, vợ chồng hắn đã tá túc ở nhà ông Hùng, giờ là nhà bà Ngân hiện tại. Sau khi chia sẻ ý định muốn mua nhà ở đây cho ông Hùng nghe, thế là hai anh em hắn rủ nhau đi tìm một căn nhà để mua. Để anh em được gần gũi nhau hơn, cả hai rong ruổi ở đất Sài Gòn đến hơn một tuần, cuối cùng cũng tìm được cho hắn một căn nhà mặt hẻm với giá là 1,6 tỷ. Thế rồi sau đó vài năm, ông Hùng chồng bà Ngân cũng qua đời sau một cơn đột quỵ. Lúc này trong nhà chỉ còn lại bà Ngân và thằng Đạt con trai bà mà thôi. Bà Ngân sau nhiều năm miệt mài với nghề nghiệp, nay thấy tuổi tác mình cũng kha khá, nên quyết định bỏ nghề không làm nữa mà ở nhà mở tiệm tạp hóa nhỏ để buôn bán làm vui. Về vợ chồng thằng Bách và con Hiên, sau một thời gian xin vào công ty làm do hắn có chuyên môn bằng cấp, nên hắn ta được cất nhắc rất nhanh, đến nay hắn đã lên được chức trưởng phòng kinh doanh của công ty rồi. Con Hiên vợ hắn thì vẫn bám nghề cũ, sau vài năm tu nghiệp, giờ nó đã là một giáo viên dạy cấp 3 vì chịu tốn kém chạy việc nên nó đã xin được giảng tại một trường trong nội thành. Về phần bà Ngân, nỗi lo lắng nhất của bà là thằng Đạt, nó đang còn học lớp 12 vì bà biết chỉ có cái chữ mới giúp hắn tạo dựng được tương lai tươi sáng sau này, nên bằng mọi giá bà ép hắn phải học. Nhưng có lẽ do hắn mang gen của ông Hùng nhiều hơn nên việc học hành hắn không được giỏi như mẹ. Thấy con trai mình đã sắp tới ngày thi cuối cấp mà việc học hành lại quá kém, nên bà lo hắn thi trường lớp 12 thì ngưỡng cửa vào đại học của hắn sẽ càng trở lên tăm tối. Sau một đêm dài suy nghĩ, bà chợt nhớ đến con Hiên nên quyết định hôm sau sẽ đến gặp vợ chồng nó để nhờ cậy. Thế là sáng hôm sau, bà giao cửa hàng lại cho thằng Đạt trông coi vì hôm nay là ngày chủ nhật hắn được nghỉ. Thế là bà lái chiếc xe đi thẳng tới nhà của vợ chồng thằng Bách. Sau khi nghe bài trình bày, con Hiên vui vẻ nhận lời ngay vì dẫu sao, ông Hùng cũng đã giúp vợ chồng nó mua căn nhà đang ở này. Thế là kể từ hôm đó, cứ mỗi buổi chiều tối là thằng Đạt lại đến nhà của chúng nó để con Hiên kèm cặp. Nói về thằng Bách, tuy hắn là em họ của ông Hùng, thế nhưng khoảng cách tuổi tác giữa hai người lại cách nhau khá xa. Do vậy mà thằng Đạt gọi là chú, thế nhưng năm nay hắn chỉ ngoài 30 một chút, còn con Hiên vợ hắn thì kém hắn đến tận 8 tuổi. Tuy là một giáo viên dạy cấp 3, nhưng nếu nhìn kỹ thì cứ tưởng nó là một sinh viên năm nhất của một trường đại học nào đó mà thôi. Vì vậy mà, khi ngồi cùng thằng Đạt, mọi người cứ ngỡ chúng như hai người bạn vậy. Nhưng phải nói rằng, trình độ sư phạm của con Hiên rất giỏi, chỉ sau có một tháng kèm cặp mà thằng Đạt đã vực dậy hẳn lên. Vì thế mà bà Ngân mừng lắm, nên động viên con trai cố gắng mà sang để cho thím kèm cặp dạy bảo. Thằng Đạt cũng chẳng thú vị gì khi phải dẹp bỏ những giờ đi chơi với bạn bè mà đến để chịu sự quản thúc của thím nó đâu. Thế nhưng có một điều làm cho thằng Đạt cảm thấy xứng đáng khi đánh đổi những cuộc vui chơi để đến học cùng với thím Loan nó. Do đặc thù công việc, thằng Bách phải đi làm tăng ca, ngày nào cũng đến 10 giờ tối mới về. Vì thế mà khoảng thời gian từ 6 giờ chiều đến 10 giờ khuya thì con Hiên chỉ có một mình ở nhà nên nó ăn mặc rất thoải mái. Vì nhà kín cổng cao tường nên nó cũng chẳng sợ ai bên ngoài dị nghị gièm pha về nó cả. Ở cái độ tuổi 24 mà chưa một lần sinh con nên vóc dáng của con Hiên cũng chẳng khác gì những cô gái mới lớn. Với khuôn mặt trái xoan và làn da trắng hồng mịn màng, con Hiên thật đẹp trong những bộ đồ ngủ mặc ở nhà. Thằng Đạt thì đang độ tuổi tò mò nên hắn rất hay để ý đến chuyện riêng của thím. Thế là dần dần cả hai có những cử chỉ ngày càng thân mật hơn, đặc biệt là những ngày hè oi bức. Thế rồi, sau nhiều ngày chờ cỗ, cuối cùng cũng đến lúc được ăn. Hôm đó là ngày giỗ của mẹ thằng Bách, hắn phải về quê để thắp hương cho bà. Vì con Hiên vẫn còn đi dạy học nên không thể về cùng được, vậy là căn nhà hôm ấy chỉ còn mỗi mình có Loan mà thôi. Thật không ngờ, hôm đó lại là ngày sinh nhật của con Hiên. Sau khi thằng Bách vừa đi, con Hiên liền ra chợ mua đồ để nấu một vài món tự thưởng cho mình trong ngày sinh nhật. Vì thằng Đạt biết được nên cũng sắm sửa một ít quà để đến mừng sinh nhật nó. Đến gần 11 giờ trưa thì thằng Đạt đã có mặt ở cửa nhà con Hiên. Sau khi nấu nướng xong các món, lúc đang dọn lên bàn thì có chuông cửa.
biết thằng Đạt đã đến, con Hiên bước ra mở cửa cho hắn vào. Bởi vì thấy con Hiên đang dọn thức ăn, nên hắn cũng nhảy vào bếp để phụ giúp. Hắn nói, thím có làm gì thì làm đi, phần còn lại trên bàn để con dọn lên cho. Con Hiên sau khi nghe hắn nói như thế, thì ừ một tiếng rồi bước lên phòng, lấy áo quần để đi tắm. Có lẽ do con bé có ý trước rồi, nên nó không tắm trên tầng 2 mà lại mang áo quần xuống dưới phòng ở tầng 1. Bước vào, nó để hở cửa, rồi đứng dưới vòi sen mà xả nước xuống. Sau khi dọn xong thức ăn, hắn định đi vệ sinh, thì ối giờ ôi, nó đã thấy gì thế này, thằng bé cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, tim đập thình thịch. Sau một phút đứng hình, hắn trố mắt nhìn thêm mấy cái nữa, rồi lặng lẽ đi ra bàn ngồi. Đợi sau khoảng 5 phút, con Hiên cũng từ nhà sau bước lên. Sau khi cả hai cùng khui bia để chúc mừng, thế là cả hai vừa ăn vừa cụm ly và nói cười vui vẻ. Sau vài tuần bia, lúc này mặt con Hiên đã ửng đỏ, có lẽ do nó có chút khó chịu, nên con bé đứng dậy đi ra nhà sau để làm việc gì đó. 2 phút sau nó quay lên đến nơi, nó không ngồi lại chỗ cũ, mà lại bước sang ngồi cùng một bên ghế với thằng Đạt. Sau một lúc vừa ăn uống vừa đùa giỡn, cuối cùng thằng Đạt cũng nhận được tín hiệu đèn xanh của nó, nên hắn đã đứng dậy rồi bế bổng con Hiên đi lên phòng. Vậy là con Hiên đã thật sự hạnh phúc trong vòng tay lực lưỡng của thằng cháu với con ngựa non háo đá này. Thằng Đạt thì lần đầu tiên được nếm mùi đời, vì thế nên có hơi vụng về một chút, mãi đến gần 3 giờ chiều, hắn mới về đến nhà. Thấy thằng Đạt đỏ mặt về nhà, bà Ngân hỏi thì hắn bảo rằng hôm nay là sinh nhật của thím nên có uống một vài lon bia. Bà Ngân nghe xong thì không hỏi thêm gì, vì thời gian này hắn học khá giỏi nên bà cũng cảm thấy vui mà cho qua tất cả. Thế là những ngày về sau, mỗi khi thằng Bách vắng nhà, cả con Hiên và thằng Đạt chẳng học hành được gì, chúng chỉ biết quấn quýt bên nhau trên phòng. Vậy là kể từ đó, một mối tình vụng trộm đã được in dấu tại căn phòng mà vợ chồng thằng Bách vẫn ngày ngày ngủ cùng nhau. Thằng Đạt đã trả bài con bé suốt cả một thời gian dài mà thằng Bách chẳng hề hay biết. Cho đến khi con Hiên bảo với hắn rằng nó đã có bầu, tưởng thằng Bách sẽ thắc mắc nghi ngờ, nhưng không, hắn lại mừng vui đến vỡ òa vì hắn nghĩ cuối cùng hắn cũng sắp được làm cha. Sau khi nghe được tin con Hiên có bầu đột xuất và thái độ lạ lùng của thằng Đạt, bà Ngân bắt đầu sinh nghi. Thằng Đạt có thể qua mặt được thằng Bách, nhưng không thể qua mặt được mẹ hắn. Bà cũng tiên liệu được sự việc này có thể xảy ra khi thằng Đạt bắt đầu đến học riêng với con Hiên rồi. Và bà đã đúng, sau nhiều lần gặng hỏi, cuối cùng thì thằng Đạt cũng khai thật với bà là nó đã chung đụng với con Hiên từ ngày cuối năm vừa rồi. Nghe xong, bà thật sự bị sốc, thế nhưng sự việc đã vỡ lở rồi, và lại thằng Đạt lại là đứa con độc nhất của bà, nên bà âm thầm tìm cách cho sự việc này êm đẹp. Thế là bà kết thúc việc học thêm của thằng Đạt tại nhà con Hiên khi thằng Bách còn chưa bắt quả tang cả hai chúng nó. Kể từ ngày thằng Đạt không còn đến học thêm nữa, con Hiên cảm thấy nhớ hắn đến da diết. Có lẽ con bé đã nghiện cái bản chất ngựa non háu đá của hắn mất rồi. Nhiều lần, con bé tìm cớ đến nhà để được gặp mặt hắn và hỏi thăm tại sao hắn không đến học nữa. Sau nhiều lần kiềm chế, cuối cùng bà Ngân cũng ngồi lại để nói chuyện với con Hiên. Bà nói thẳng rằng, chị đã biết tất cả về chuyện của em và thằng Đạt rồi, thế nhưng dù gì, nó cũng là con trai của chị, chả nhẽ chị lại vạch áo cho người xem lưng. Vì thế mà chị chọn im lặng, chứ không phải là chị không biết gì đâu, do vậy em cũng phải lãng quên chuyện này đi. Là phụ nữ với nhau, chị khuyên em như thế, chứ kéo dài mối quan hệ này, rồi cũng sẽ có một ngày thằng Bách biết được sự thật. Sau khi nghe bà Ngân nói xong, con Hiên bật khóc và cảm ơn bà đã bưng bít cho chúng nó chuyện này. Nó hứa với bà là sẽ cố gắng để quên đi thằng Đạt. Thế rồi năm đó, nhờ sự kèm cặp dẫn dắt tận tình của con Loan, cuối cùng thằng Đạt cũng đậu vào đại học. Bà Ngân cảm thấy trong bụng vui lắm vì đã đạt được ước nguyện về con trai mình. Riêng con Hiên cũng cảm thấy vui như là đã trả công cho hắn, vì hắn đã dâng tặng cho nó một thời gian hạnh phúc đến khắc cốt ghi tâm. Thế rồi một chuyện bất ngờ đã xảy ra, thằng Bách sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hắn được cấp trên cho một chuyến du lịch đi Phú Quốc 2 tuần. Về thằng Đạt, sau khi đậu đại học, hắn xin bà Ngân cho ở lại ký túc, chứ đi đi về về cũng không có thời gian học. Nghe con trai mình nói như thế cũng có lý, vậy là bà đồng ý cho hắn ở lại ký túc xá, 1 tháng về thăm nhà 1 lần. Thật ra, hắn chỉ mượn cớ ở lại ký túc để tiện cho việc hắn lui tới với con Hiên mà thôi, vì trường của hắn ở cách nhà con Hiên không xa lắm, chỉ mất nửa tiếng đi xe máy. Do vậy là mối tình giấu kín của hai thím cháu nó
được nối lại như lúc ban đầu. Riêng con Hiên, cả hai tuần từ khi thằng Bách đi Phú Quốc, con bé ngày nào cũng ở bên thằng Đạt. Thế là cuộc tình tay ba ấy cứ kéo dài mãi cho đến khi thằng Bách gặp sự cố giao thông khi trên đường từ Phú Quốc trở về. Thật không may, hắn đã không qua khỏi rồi đi về với ông bà tiên tổ. Thế là từ đó, thằng Đạt và con Hiên đã chính thức đến với nhau như vợ chồng, chỉ là không có cưới hỏi mà thôi. Bà Ngân cũng xót xa cho thằng em lắm, thế nhưng dù gì thằng Đạt cũng là con trai bà và lại con Hiên đã có cốt nhục của nó, nên bà cũng nén lòng mà nhìn nhận con Hiên như là con dâu. Thế nhưng, bà cũng chẳng chịu đựng được bao lâu khi hàng đêm bà tự trách lòng mình. Vì thế bà đã đổ bệnh mà qua đời không lâu sau đó. Vậy là từ giờ, không còn ai biết đến bí mật của con Hiên và thằng Đạt nữa. Thế đấy các bạn, ở đời bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra, chỉ là khi đã xảy ra, ta có biết bưng bít hay không mà thôi. Thế nhưng cho dù ta có bưng bít giỏi đến đâu, cũng không tự dối lòng của mình được. Các bạn có cảm nhận gì về câu chuyện trên? Hãy để lại bình luận phía bên dưới cho chúng tôi cùng được biết nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã hết rồi. Đừng quên like và subscribe để được gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào và hẹn gặp lại.